Em sáng mai chắc anh đi ra ngoài phải anh đăng ký tập gym của em nữa, ra ngoài tập chạy bộ cho cái bụng nó giảm, không biết lúc gầy ăn gì mà cái bụng này bự chà bá vậy, ra ngoài tập cho nó giảm mới được. Đi tập gym chi tốn tiền vậy trời, em kêu anh 4-5 giờ sáng anh chạy ra đầu hẻm anh chạy bộ từ ngoài chạy vô đây nè còn hiệu quả hơn ở tập gym nữa. À hiệu quả, hiệu quả chứ con khỉ, bữa nghe lời em ra ngoài tập chạy đó, 5 giờ sáng ra ngoài chạy, chạy chưa được 100 mét nữa chó ở đâu mà nó túa ra nó gượt chạy muốn cần chết đó. Vậy không hiệu quả chứ là gì. Lúc gầy á giặt giá leo thang dữ lắm, anh coi xài tiết kiệm lại nha, đi ra chợ mua cái gì cũng lên giá hết trơn á. Ừ em thấy anh uống bia cũng tốn tiền lắm á, thôi anh nghỉ thời gian đi anh ơi. Ừ anh biết rồi. Em sao em kêu anh tiết kiệm tiền mà sao em thấy anh mua son phấn gì mặt nạ gì tùm lum trong phòng vậy trời. Trời ơi em là phụ nữ mà anh, em phải chăm chút bản thân để cho anh đừng thấy em xấu cho anh. Trời ơi anh thấy vậy có tiết kiệm gì đâu, mua son phấn biết bao nhiêu tiền rồi. Vậy em nói tiết kiệm, thà em cho anh uống 2 chai bia đi, anh đâu còn thấy em xấu nữa đâu. Trời chổi ông cái bây giờ. Này chứ nó xui vậy chứ, sáng sớm đi ra chợ đang chạy đường gặp con chó vậy nó cắn anh 2 lỗ đúng xui luôn á. Trời trời làm gì anh xui với anh, hết té xe dập chuối giờ tới chó cắn vậy mà cũng không đi chích ngừa luôn. Ôi có sao đây em ơi, con chó nhỏ mà nhậm gì, nhỏ là nhỏ cũng phải đi chích ngừa chứ trời. Thôi em ơi không sao đâu, cho em xin mấy cái bánh ăn nha. Đó lấy ăn đi, trời ơi hôm nay em đặt xin nữa trời. Em giỡn với anh đó anh ơi, tại em đọc trên mạng em thấy người nào bị chó dại cắn là hành động kỳ cục lắm, giống như giành ăn vậy đó. Mà em thấy anh bình thường mà, chắc không sao đâu. Trời, trời, không nhận, nghe đọc đâu ba tin lá cải, tàu lao gì không. Ừ. Ủa em, đem đồ ăn xuống ăn em, làm gì có dĩa rau không mày trời. Không có, bữa nay đồ ăn có nhiều vậy đó, mời cũng vậy, ngày mốt cũng vậy luôn. Trời ơi em cho anh ăn vậy rồi làm sao anh có sức em. Anh nói vậy chứ em mới coi thấy động vật nè, con ngựa ăn cỏ không mà nó cũng chạy như điên kìa. Con ngựa ăn cỏ không mà nó cũng chạy như điên kìa. À đúng. Ủa anh đi đâu làm gì gấp dữ anh? Anh chạy qua bên đám tang cái. Đám tang ai? Ở đâu? Ủa sáng giờ em không hay gì luôn hả? Sáng giờ lu bu với biết, em biết gì đâu. Trời ơi cái nhà hai vợ chồng cách nhà mình mấy căn nè, không biết bà vợ có ăn ở làm sao. Bà nuôi con bò, bà cho con bò nó ăn. Không biết bà làm gì mà con bò quay qua bà đá bà ăn cái. Rồi lên dĩa luôn, bây giờ nó chạy qua anh liền. Tội nghiệp vậy, ông này tính ra cũng được, biết quan tâm hàng xóm vậy là tốt rồi. Ừ thôi anh đi vào bển lẹ đi, coi phụ người ta được gì phụ người ta đi. Đâu có, anh qua bển phụ chi, anh qua bển hỏi mua lại con bò. Anh qua bển hỏi mua lại con bò. Xin vĩnh biệt. Trời đồ ông nội con. Trời ơi trời em làm gì với em? Chia tay đi, anh ngoại tình với nhỏ làm chung phải không? Ê ê ê, nói có sách mách có chứng nha, không phải muốn nói gì nói nha, bằng chứng đâu ông nói anh ngoại tình. Linh cảm tôi á, tôi biết gì đó. Trời ơi trời, linh cảm rồi nữa. Em làm với em là nhà tiên tri, ở đi ra là linh cảm, giác quan thứ 6. Muốn chia tay thì cũng phải có lý do gì nó hợp lý nó mới được chứ trời. Bây giờ anh có không anh nói đại một tiếng đi. Tôi nói không. Anh nói sợ biết mà quen. Có không thì anh tự suy nghĩ đi. Tôi gom đồ dạy mẹ tôi. Vô duyên vậy trời. Giấu kỹ lắm mà sao mà phát hiện ra ai vậy ta. Giấu kỹ lắm mà sao mà phát hiện ra ai vậy ta. Ủa sao rồi nói mệt rồi sao bệnh hoạn rồi sao không vô phòng ngầm nghỉ ngơi đi, nằm đây bấm thổi hoài với em. Chút xíu em vô liền. Ừ chút xíu vô phòng ngầm nghỉ ngơi cho nó khỏe nha. Rồi sáng đi khám bệnh rồi có lấy thuốc uống chưa? Thôi lấy gì anh ơi, đi khám bệnh gặp bác sĩ tào lao. Gì tào lao là sao? Đi vô khám bệnh đó, khám đã đợi cả nửa tiếng đồng hồ vậy. Đã xong cái ông nói lấy thuốc nam cho em uống. Rồi sao? Sao chăng gì em nói em uống thuốc nam, ông nói uống mấy liều là hết à. Em nói không là không, tôi là nữ kia tôi uống thuốc nam uống tầm bậy tầm bạ, lỡ tôi có gì là sao. Đứng cái lộn mà ông cả buổi trời luôn, ghét quá em đi về luôn khỏi khám gì chứ. Trời ơi trời, cái gì đâu mà bắt ngáo dữ vậy trời, đi hốt thuốc nam đi rồi không chịu uống, đồ uống thuốc nữ, thuốc nữ thuốc gì tôi bỏ luôn. Chào
chồng. Anh tin có ma không chồng? Không tin em ơi. Trên đời làm gì có ma mà tin chạy. Thì sao vậy? Tại tuần trước anh kia em đưa tiền cho đám tang bạn anh đó. Mà sáng này á, em thấy nó chở vợ con đi ăn ngoài chợ á. Ủa anh, giữa em với thằng móc túi á, anh sợ ai hơn? Gì? Anh sợ em hơn. Vậy mới được chứ. Ủa mà sao anh sợ em dữ vậy? Anh nói thiệt với em ha, từ nhỏ tới lớn anh bị thằng móc túi anh đúng một lần luôn. Còn em á, điểm không hết luôn.